bán là mình vui đâu, đứt ruột đứt gan mới mới nói ra bán nha, đâu phải nói là vui dĩ đâu. Thấy không, là an ninh là rất là tốt, dân ở đây là rất là hòa đồng vui dĩ, muốn thì tao sớm nói chuyện gì cũng được hết. Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Văn Nhà Phố. Hiện tại Văn đang đứng trong một không gian của một ngôi nhà tại đường Gò Mây, Diên Phước, Diên Khánh, Khánh Hòa. Tại khu vực này thì Văn sẽ gửi đến quý cô chú anh chị muốn an cư tại khu vực này. Và cái không gian đất ở đây khá là rộng, hơn 600 m² và đã được thiết kế thành một cái ngôi nhà hai gian theo phong cách Nhật Bản như thế này. Thì bây giờ mọi người có nhu cầu muốn sở hữu cho mình một cái không gian ở đây thì theo chân Văn cùng khám phá ngôi nhà này nhé. Hiện tại thì Vân đang đứng tại 19 Gò Mây, Diên Phước, Diên Khánh. Từ trục đường này cách đường tỉnh lộ 2 hơn 200 m. Trước mặt Vân đây là sản phẩm bất động sản ngày hôm nay Vân muốn gửi đến mọi người, với tổng diện tích là 631 m² và được thiết kế một villa sân vườn đẹp khó cưỡng tại khu vực Diên Phước này. Đường phía trước mặt Văn đây thì ngôi nhà này còn nhìn thấy là hà lô gốc như thế này. Đây là trục đường chính này, và bên góc này sẽ thêm một trục đường bê tông nữa. Và hiện tại trên đất có 120 m² thổ cư thì gia chủ đã xây thành hai gian nhà và thiết kế một cái sân vườn nhìn khá là mát mắt. Bên này sẽ là một cái cổng ô tô có thể ra vào được, và mình thấy cái chiều ngang của ngôi nhà này khá là rộng và bám với cái mặt đường nhựa của đường Gò Mây này. Đây sẽ mình sẽ thấy được hai gian nhà, tại vì lúc trước cô chủ nhà xây một bên cho cô chú và một bên dành cho con trai. Làm ăn khó khăn nên là buộc cô phải bán căn nhà. Và sau đây là một phỏng vấn của anh Thành Nhà Phố phỏng vấn cô chủ nhà nhé mọi người. Quý vị ơi, Thành hiện tại đang ngồi trực tiếp với cô Loan là chủ của cái căn biệt thự mini ở xã Diên Phước. Rất là đẹp, với diện tích là ngang 25 m và dài 28 m. Thế đất vuông vắn và nhà thì mình có hướng Tây đúng không ạ? Và giới thiệu với quý vị xa gần, đây là cô Loan chủ nhà. Thì sẽ nhờ cô Lan chia sẻ thông tin về căn nhà, rồi cư dân ở đây, hàng xóm bà con ở đây và cái thời tiết khí hậu ở đây. Thì cô Lan cho con một số thông tin để con chia sẻ với khán giả ở trong nước và ngoài nước. Thì ở đây thì nói chung là an ninh là rất là tốt. Dân ở đây là rất là hòa đồng, vui vẻ. Muốn thì tao sớm nói chuyện gì cũng được hết. Chủ nhà cũng vui vẻ luôn, thiếu khách nữa không có gì hết đó. Có rồi, về cái tiện ích ví dụ như là đường xá ô tô kết nối, rồi chợ, rồi trường học ở đây thì cô thấy thế nào không? Trời, ở đây thì rất là ok, lên tỉnh lộ đâu có 200 m, trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 có hết. Chợ lớn, chợ nhỏ gì cũng có, bệnh viện cũng có, trạm xe cũng có, xét nhà luôn. Đầy đủ hết luôn. Ok luôn, ở đây là ok hết luôn. Ôi, cô Lan, ok. Rất là ok tiện ích, mà không có lũ lụt luôn. Không lũ lụt, không ngập lụt luôn. Không ngập lụt luôn, dạ. Ở đây là ngủ vô tư luôn, có lụt lội gì hết. Rồi, thời tiết đây sao cô? Thì thời tiết thì ảnh hưởng chung của thời tiết người ta sao mình vậy, cho thời tiết mình đâu có điều khiển được đâu. Không, ý có nói là cái sự mát á, là không khí đồ mát mẻ thì trong lành mát mẻ chứ đâu ô nhiễm gì đâu, đó thôn quê mà. Dạ. Cây cối đồ xanh tốt có gì đâu. Bà con ở đây xóm làng là vui vẻ thân vui thiện vui vẻ đúng không? Thân thiện ok hết. Cô Loan là cô về đây cô ở bao nhiêu lâu rồi cô? Ở năm 89 bao giờ luôn. 89 đến giờ luôn. Ngày xưa chắc ở vùng này vùng kinh tế mới hay sao không? Không, vùng này là đất của nhà nước. Là hồi xưa là người ta hồi kỳ thực dân Pháp rồi thì người ta trồng cao su. Nói chung là hồi đó. Rồi sau này là đất hoang ấy, người ta đỡ làm chứa gỗ. Rồi sau đó nữa là gần bệnh viện nè, rồi dân mấy người mà ở trong bệnh viện á, dạ. Người ta không có đất á, dạ. Thì nhà nước cho. À, cán bộ, cán của, bộ bệnh viện, của bệnh viện. Xong được nhà nước cho. Cấp đất ở đây để sống cho, từ gần công tác đó cô ha. Đúng rồi. Rồi cái dãy từ tỉnh lộ vô
tới quê nhà cô một lô á, là cấp cho cán bộ của bệnh viện. Dạ. Rồi xong rồi sau đó cán bộ bệnh viện người ta có nhà ở thành phố người ta không ở. Dạ. Rồi người ta sang nhượng lại cho mình, rồi mình về mình ở. Đó, như vậy đó. Nguồn gốc nó như vậy á. Mấy con chạy từ Bách Hóa Xanh là ngay tỉnh lộ 2 với hương lộ 39, con chạy lên đây thì còn chẳng chắc mấy trăm mét à. Ừ, đi gần mét. Phía ngoài đây là bưu điện nè, bưu đó, điện xã Nhân Phước không? Bưu điện, xong rồi tới bệnh viện. Dạ, con xong rồi tới khu an nghỉ của mấy người già. Đó, giờ ta xây dựng thiệt lớn sau lưng trụ điện đi chứ đâu. Dạ, là khu an dưỡng ha. Ừ, khu an dưỡng đó. Rồi con lúc này con đo km từ trung tâm ngay biển về tới đây là khoảng 18 km. Đúng không? Ở đâu? Ở biển biển Nha Trang. Rồi đúng rồi, 18 rồi, từ đây mà chạy về tới thành phố Diên Khánh khoảng 5 km mấy à? Đúng. Rồi bây giờ mình quay lại câu chuyện là bây giờ cô chia sẻ về căn nhà này và cô công khai giá bán luôn để cho quý vị trong và ngoài nước hoặc là quý vị xa gần. Họ nếu mà họ thiện chí mà họ muốn có một căn nhà thứ hai, một nơi nghỉ dưỡng ở thành phố biển Nha Trang thì đây con thấy là cũng một sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Thứ nhất là vì thời tiết này, khí hậu văn hóa con người này và được gặp một người chủ nhà cô Loan thân thiện. Điện đường trường trạm rồi thoải mái luôn. Tiện ích điện đường trường trạm là đầy đủ xung quanh đây hết cô ha. Dạ. Điện là điện cao thế và nước Bắc luôn á, đường điện điện quốc gia Bắc cho mình luôn nè. Tại cái đây là nay mai là lên thị trấn thị xã gì đó. Mà đúng rồi, đô thị loại 4. Là đó. Là thị tứ. Cho nên bây giờ người ta bắt điện mà thấy không? Đó, hệ thống điện mới sáng hôm à. Dạ, mới hồi hôm thực hiện mới sáng là nửa hôm à, cho bữa giờ nó đang làm. Ồ cô, cho anh hỏi là cái nhà mình xây hai gian rất là đẹp mà cái này là xây mình xây bao nhiêu lâu rồi cô ha? Cô xây năm 21. 2021 là xây xong là ở đến giờ luôn đó. Ừ. Bây giờ là thôi con hỏi cái này nó mấp mé xíu, nó cô có thể trả lời không trả lời được. Nhưng mà khán giả thì họ rất là quan tâm. Cô có thể chia sẻ là thứ nhất là công khai giá bán. Thứ hai là lý do vì sao cô bán căn nhà cái vị trí đẹp như này, nơi sống an sinh an nghỉ dưỡng như này mà thì có này. Sao cô nói vậy à? Thì ấy lên câu nhất mà nói con nhớ là cô công bố giá bán để là cô bán là giá 5 tỷ. Cô Loan công bố giá bán căn nhà này và là 5 tỷ, tổng đất như này là 5 tỷ nha quý vị. Và lát nữa trong video Thành sẽ đưa sổ lên chiếu cho quý vị xem. Lý do bán á là con cô nó làm ăn thất bại, nó thế ngân hàng. Dạ. Giờ cô không có khả năng chi trả cho ngân hàng. Dạ. Thì cô bán đó vậy thôi, nó trả nợ nha nhà nước. Chứ cô không ấy là cô cho con nó làm ăn thất bại thì nó thất bại thì mình phải thất bại theo, chứ giờ không lẽ cho nó rồi mình lành lại được đâu. Dạ. thì cũng phải đồng trả nợ cho nhà nước vậy đó thôi, chống gì hết. Dạ. chứ giờ cô về cô đâu làm gì nữa đâu, rồi cô cho nó làm ăn thất bại thì nó chịu thôi, mình cũng phải chịu thêm nó. Đó, nhưng chia sẻ như vậy thôi chứ đâu, nếu nó làm ăn đàng hoàng ngon lành thì nó không đâu đến nở mà thua lỗ gì. Chứ cũng tâm huyết của cuộc đời của mình từ hà khổ tới bây giờ mình xây được cái nhà để đỡ ở cho nó thoải mái những cái ngày còn lại của mình. Mà giờ nó gặp sự cố thì mình phải chịu khổ với con thôi chứ có gì đâu. Giống như con dạy cái mang ha. Đúng rồi, như vậy á. Chứ giờ đâu phải là cô chú đâu có làm đâu mà con nó làm. Dạ. Thì cô làm, con làm thì cô chú phải chịu. Chứ tài sản này của cô mà cô cho tụi cô cho con cái nó quyết định thì nó phát triển thì mình mừng, mà nó sụp đổ thì mình phải chịu với nó. Đúng rồi. Thì nó như vậy thôi, chứ gì hết. Cái quy luật tự nhiên à. À, tụi con cũng lớn rồi, nghĩ quy luật tự nhiên à, thấy con nó thất bại thì mình phải ráng chịu với nó, còn con nó phát triển thì mình cũng mừng lây cho nó vậy. Dạ. Thôi cái gì hết. Rồi, con cũng cảm ơn cô Loan chia sẻ rất là chân tình. Ừ. Thời gian qua bọn con anh em mà con đi quay ấy, cũng gặp rất là nhiều chủ nhà chủ đất, họ cũng gặp những cái thế là liên quan đến tiền bạc. Và họ cũng thật sự là chứ giờ mình rất là buồn phải bán đi những cái nơi mà mình bỏ lâu nay á cô. Chứ mình ở đây hơn 30 năm rồi mà. Yeah. Từ cái miếng đất hoang vu à, có không à. Bây giờ lên cái cơ sở như vậy đây, đâu là biết bao công sức. Mình bán mà mình vui đâu. Đất ruột đất gan mới nói ra bán là đâu phải nói là vui dĩ đâu. Thấy không? Đó, vậy đó. Sao? Cảm ơn cô Loan. Thì thông qua video này, quý vị ơi, cô Loan chia sẻ rất là thiệt tình, chân chất. Thì là hy vọng là gặp được cái người
khách hàng có thiện chí và sẽ lên đây kết nối gặp cô Loan làm việc. Bà con, bản thân con và các anh em thì khi đến đến một căn nhà nào hay lô đất nào quay cho những người họ cần bán thì bọn con cũng luôn chúc lành cho căn nhà, miếng đất, tìm được những cái người mới đến sở hữu để họ làm cho ấm cúng hơn. Và con cũng chúc cho cô thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn hơn nữa trong cuộc sống và mọi việc rồi nó sẽ ổn thôi ạ. Đúng rồi. Từ từ thì nó cũng ổn, mà đâu nó cũng vô đó. Dạ. Thì cũng ăn ngày ba bữa cho nhiều đó.